Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và nay sẽ giới thiệu một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Gian. Và đây chiếc xe Gian Advent 3, Gian TCR Advent 3 các bác nhé. Vâng, và chiếc xe được sử dụng bộ cấu hình của Siolo Tiagra full group luôn. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, các bác có thể lên Google để search thêm chiếc xe này. Chiếc Gian TCR Advent 3 được sản xuất năm 2019 các bác nhé. Em cũng qua tìm hiểu qua thì cũng bán chiếc xe này, bán rất nhiều tại những shop ở Việt Nam. Với giá đây các bác thể nhìn giá đây. Đây là mẫu xe Gian TCR Advent. Và đây là một trang web chính hãng của Gian bicycle.com. Trang web chính hãng các bác nhé. Xe Gian này. Có thể thấy đây là group của Tiagra. Gian TCR Advent 3 2019. Đây là một trang web Việt Nam. Vâng, và chiếc xe ô tô màu là đỏ đen. Chiếc xe em đánh giá là rất là mới thôi nhé, trên 90%. Cùng với cọc in carbon và càng carbon. Lướt qua hình thức tổng thể của xe. Rất ít khi em về những chiếc xe Gian carbon nữa nhé. Xe đua Gian carbon này, hôm nay về một chiếc. Công nghệ làm khung của Gian thì rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Xe đi dêm sườn. Dêm sườn quá nhé. Yên nguyên zin theo xe, yên của Gian, đỏ đen. Cọc yên carbon. Chiếc khung xe có mã QR chính hãng thôi nhé. Phanh ba mảnh của Tiagra. Củ đề Tiagra, đùi đĩa Tiagra và gạt đĩa của Tia các nhé, có thể nhìn thấy. Nguyên một bộ group, full group của Tiagra. Nguyên 10 tầng lít. Xích và lít còn rất là mới các nhé. Đang. Vâng, phía bên trên đây cổ phốt và ghi đông nguyên di của hãng Gian, nguyên bản theo xe và càng carbon, càng của Gian đẹp ven. Xe rất là mới. Bộ vành cặp của Gian SR2 nguyên bản theo xe các bác nhé. Vành 700 và lốp là 25C. Đây một lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Siolo Tiagra 10 tốc độ. Và bên đĩa là 2 tốc độ, cho các bác 20 tốc độ thay đổi đó nhé. Phanh trước của Tiagra.
Vâng, và bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Vâng, chiều cao khung đứng của xe 48. Ngang là 53 các nhá. Phố có từ 1m63 đến trên 1m7. Đi với xe này. Vâng, với 10 tầng lip. Chiếc xe rất là ít đi, xích của lip còn rất là mới. Lên lip. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Bên tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của Tia ra. Gạt đĩa của Tia ra luôn. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt, đánh quay rất là bom. Về chất lượng thì chính chiếc xe của Gian luôn rất là tốt rồi. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Gian TCR Advan 3, một chiếc xe được trang bị của khung carbon, càng carbon và cọc in carbon, nguyên một bộ group của Shimano Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 23.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với chúng bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tự nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại của em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.